Rạn da điều trị bằng phương pháp nào và chi phí bao nhiêu? Bạn đọc đặt câu hỏi, em bị rạn da vùng bụng, nhờ bác sĩ tư vấn giúp em các phương pháp điều trị và chi phí, em cảm ơn bác sĩ. Bạn thân mến, hiện tượng rạn da hay gặp ở phụ nữ khi mang thai, những người béo phì hoặc thanh niên nam nữ ở độ tuổi dậy thì khi cơ thể phát triển quá nhanh. Ngoài ra, những người bị mắc các bệnh về da hoặc các bệnh về hệ nội tiết, bệnh nhân uống hoặc bôi corticosteroid ngoài da dài ngày, các rối loạn di truyền và bệnh lý tự miễn cũng có thể bị rạn da. Có rất nhiều phương pháp để điều trị rạn da như thoa kem, phẫu thuật căng da, dùng tia laser để tái tạo da, v.v. Trong đó, điều trị rạn da bằng chiếu tia là phương pháp chữa rạn da phổ biến và hiệu quả cao. Tùy vào tình trạng rạn da, mức chi phí điều trị sẽ có sự khác biệt ở mỗi người. Thông thường, chi phí điều trị rạn da dao động từ 10 đến 15 triệu đồng. Bạn nên đến khám tại bệnh viện da liễu ở địa phương để được kiểm tra và hướng dẫn điều trị thích hợp nhất bạn nhé. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.